Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin làm một video để hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy Vin 4012 PLM0. Thì việc vệ sinh đầu in giúp mình có được một cái bản in sắc nét hơn và đẹp hơn, đi kèm với đó là bảo quản được cái đầu in của mình có tuổi thọ cao hơn và sử dụng được lâu dài hơn. Thì việc vệ sinh đầu in nó sẽ qua một số bước khá đơn giản, em sẽ hướng dẫn mọi người sau đây. Nhưng đầu tiên mọi người cần chuẩn bị giúp em đó là bông ngọt, bông y tế, cái thứ hai đó là cồn 90 độ, hoặc là nếu có thể mình có thể sử dụng cồn 70 độ được ha. Thì hai cái này mình có thể là mua rất là dễ dàng thì lời ở ngoài cái tiệm thuốc hoặc là quầy y tế nha mọi người. Thì tiếp theo đây thì mọi người hãy làm theo em mình thao tác sau đây. Thì bây giờ em sẽ tiến hành các bước để vệ sinh đầu in với dòng máy Vin 4012 PLM0. Thì đầu tiên mọi người là nên tắt máy đi nha mọi người ha. Mọi người tắt máy đi, giờ có chuyện gì thì nó không có vấn đề gì ha. Tắt máy ở phía bên hông này, phía bên sau này, nó có công tắc. Đây, mọi người tắt nguồn đi. Rồi, ok. Sau khi đã tắt nguồn, thì trước khi vệ sinh thì mình cần phải tháo cái giấy mực đang có ở trên máy ra. Đây, thì đầu tiên mình sẽ mở tắt máy đây, bên hông máy nha mọi người. Đây là cái nắp bên hông máy. Rồi, mở lên. Rồi, em sẽ xoay qua cho mọi người nhìn rõ hơn ha. Đây thì sau này là cái khu vực để mà mình lắp đặt giấy ha. Thì mình cần đó là tháo cái giấy và mực này ra. Thì cái thời gian nào mà mình nên vệ sinh đầu in thì thời gian là mọi người có thể là in hết một cuộn giấy lúc mà mọi người thay giấy hoặc là mọi người thay mực, thì mình nên vừa tháo ra thì mình nên vệ sinh luôn ngay lúc đó, thì nó sẽ tiện cho mình là đã tháo giấy mực sẵn ra rồi, mình chỉ cần là vệ sinh đầu in nữa thôi ha. Thứ hai đó là lúc cái bản in của mình mọi người thấy nó bị mờ, nó bị bết trên cái bản in, nó xấu content của mình ra, thì mình cũng cần phải vệ sinh ha. Và mình cũng cần nên vệ sinh thường xuyên để tránh cái việc là đầu in ngoài cái việc nó bị dơ thì vệ sinh không sao, nhưng nó bị xước, nó bị chết cái điểm đốt, thì việc lúc đó thì mình chỉ có việc là thay đầu in thôi, chứ không còn cách nào khác ngoài cái việc thay. Và lúc thay như vậy thì nó sẽ tốn chi phí và nó ảnh hưởng tới cái bản in và cái quá trình sử dụng của mình. Rồi, để bắt đầu cái công việc chính thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tháo giấy và mực này ra, sau đó vệ sinh. Rồi để tháo giấy ra, đầu tiên mình sẽ tháo giấy được can ha. Đầu tiên thì mình cần phải mở cái cùng đầu in lên để tháo giấy ra. Ở đây nó có một cái chốt, cái ngạp để nó giữ cái đầu in lại ha. Thì mọi người bật cái ngạp này lên, bật lên hướng lên trên. Đấy, cái đầu in bung ra, mọi người giơ nó lên. Rồi, kéo giấy ra. Đấy, khá đơn giản ha. Rồi tiếp theo là cuộn mực. Đây, mọi người cứ xé hẳn cái mực này ra giúp em ha. Cuộn mực nó có hai cuốn, một cuộn mực và một cuộn thô. Đây, mọi người xé hẳn ra. Mà cuốn cái cuộn thô này là cái sao? Mọi người có thể cần rút ra cũng được, không cũng được, tại vì chỉ cần là kéo hẳn luôn. Cái vị trí đầu in là vị trí này ha. Mình chỉ cần lấy giấy mực ra khỏi cái vị trí đầu in. Đây là cái vị trí đầu in nha mọi người. Trong quá trình sử dụng thì mọi người nên tránh để những cái vật sắc nhỏ tiếp xúc, hoặc là trong quá trình thay giấy mực thì mình đeo nhẫn hay đồng hồ gì đó thì mọi người hạn chế, để cho đừng có để cho nó cả vào cái đầu in này ha. Tại vì đó là một trong những cái vật mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bản in của mình. Nói để vệ sinh đầu in thì như lúc này em có giới thiệu thì mình sẽ sử dụng là bông y tế và cồn ở đây mình có thể là sử dụng cồn 90, hoặc nếu không có mọi người cũng có thể là sử dụng cái cồn 70 của mình cũng được ha. Mà nếu nên khuyên dùng là cồn 90 nó sẽ tốt hơn ha. Rồi mình sẽ lấy một ít bông gòn và một ít cồn, tập một ít cồn vừa đủ ha lên cái bông gòn. Sau đó mình sẽ lau ở vị trí đầu in này, mọi người thấy không? Đây là cái cùng đầu in của nó nhá. Cái này là cái điểm đốt của nó này. Đây, mọi người lau giúp em ha. Mọi người kéo một đường từ trái sang phải giúp em ha. Sau đó mọi người lấy một cái bông gòn khác cho mọi người lau tiếp. Mọi người đừng có tránh cái việc mà mình kéo qua kéo về, lỡ trên cái bông gòn nó có dính một cái vật gì đó, bụi bẩn hoặc là cát gì đó, cả qua cả về mất công là nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái đầu in của mình nhá. Mọi người nên thay cái ngược miếng bông gòn khác và mọi người lau tiếp ha. Đây, mọi người lau thấy lúc nào mà thấy cái bông gòn của mình nó trắng ha, nó không có bị những cái vết đen hoặc là gì đó trên nó, nên mọi người đợi một xí để cho cái đầu in này khô, thì cồn thì nó khá là nhanh khô ha. Tiếp theo thì mình sẽ vệ sinh xuống dưới, đó là cái trục roller của máy. Trục roller là trục trắng trắng này mọi người, đối với dòng Vin 4012 là trắng trắng này này. Thì mọi người lau cho sạch cái trục roller này giúp em ha. Trục roller này thì nó có thể là xoay được á, mọi người cứ xoay cái trục roller này và lau ha. Nếu mà nó hơi cứng thì mình phải sử dụng một cái lực vừa phải, mọi người lắp xoay giúp em. Đây, mọi người vệ sinh đây. Đây, lau cho nó sạch cái trục roller này. Thì đầu in và trục roller là hai cái bộ phận mà mình cần vệ sinh thường xuyên và quan trọng nhất. Còn
xung quanh thân máy thì mọi người cũng có thể là lấy những cái chổi quét bụi hoặc là những cái khăn khăn mệt, mọi người có thể lau xung quanh hoặc lau bụi thường xuyên ha, để tránh xung quanh nó bụi thì nó cũng sẽ bị những cái chỗ này dễ bụi. Còn cái vệ sinh thì mình cần vệ sinh chủ yếu là cái đầu in và cái đầu vô lôi giúp em nhé. Đó thì hai cái phần đó là hai phần cần phải vệ sinh thường xuyên. Mình sẽ để một cái thời gian 1 phút 2 phút như đó, lúc nào mình thấy nó cái cồn này nó bay hơi hết thì mình sẽ lắp đặt giấy giấy mực vào ngược lại. Đấy, thì lắp giấy vào thì mình sẽ lắp ngược lại vào đó. Lắp giấy vào. Và lắp con mực thì mình sẽ kéo tới phía trước này. Đây, đây này. Con mực ha. Con mực thì nó kéo. Đây mọi người thấy có một cái ngăn chắn đây ha. Thì mình sẽ mực thì mình sẽ luồn phía trên cái đó ha. Đây, và phía dưới đầu in nha, còn cái đầu in này nè, mình qua đầu in này. Sau đó như vậy quay ngược phía dưới cái trục thu này. Đây, mình lấy một tay dừa ở đây. Cái này thật hoặc là mình có thể lấy một cái băng keo mình dán hả. Nói chung tùy mọi người làm sao mình lấy tiền thôi để cho nó cố định được cái mực này là được ha. Đó, còn cái giấy thì mình luồn phía dưới này nha mọi người. Đây, mọi người đừng có nhầm mà đi lên thêm đường mực này luôn là sai nè. Sai ha, thì máy nó sẽ báo lỗi, mình phải đi xuống dưới cái cần cái cảm biến ở đây này, mình phải đi xuống dưới cái này ha. Đây, cho nó đi ra khỏi cái vị trí của trục roller. Sau đó mình sẽ đóng lại thì phía bên cái ngàn này thì mình sẽ nhấn này. Lúc này mình bật cái này lên cái nó sẽ cái ngàn nó bung lên ha, thì mình sẽ nhấn xuống để nó dừng. Đấy, nghe cái tật. Xong. À, mình sẽ tiến hành là đóng cái thùng máy lại và mở nắp máy lên. Đó. Trước khi in thì mọi người có thể là nhấn nút fit để cho giấy nó chảy ra, tại vì sau khi lắp đặt giấy xong thì nhấn nút fit một cái để cho giấy nó chảy ra. Mục đích cho giấy nó chảy ra để cho nó ngay ngắn lại cái giấy của mình để cái bản in đầu tiên nó vẫn đẹp ha. Còn nếu mà như mọi người đang lắp đặt giấy một nửa thế này mà mình không có nhấn nút fit thì cái bản in đầu tiên nó sẽ bị lệch thôi. Đó, thì mục đích của cái việc nhấn fit là vậy. Ngay cái việc reset đúng mà mình mở ra đi, nên mình đã lắp đặt cái mực vệ sinh hoàn thành nha mọi người. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh đầu in đối với dòng máy Rin 4012 PLM Com. Thì mọi người có thể thấy các vật dụng cũng như là các bước thực hiện để vệ sinh chiếc máy này khá là đơn giản, thì hy vọng mọi người có thể thực hiện được và vệ sinh thường xuyên để có thể đảm bảo được chiếc máy in có thể vận hành được tốt hơn và trơn tru hơn. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là mọi người cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì về dòng máy in và vật hoặc là dòng máy in này, mọi người có thể liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới bảo vật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.